Con trai 14 tuổi khai bỏ chất độc vào sữa làm cha và bà nội không qua khỏi. Qua điều tra, Công an Tiền Giang xác định Phạm Minh Quy, 14 tuổi, có liên quan đến vụ ngộ độc sữa làm hai người không qua khỏi, một người nguy kịch. Liên quan đến vụ mẹ con nghi ngộ độc sữa, tối ngày 20 tháng 10, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Phạm Minh Quy, 14 tuổi, ngụ tại huyện Cái Bè để điều tra vì có liên quan đến vụ án nghi bị đầu độc. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 10, cụ PTP, 83 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, phát hiện con ruột là ông PVI, 45 tuổi, đã không qua khỏi trên giường. Người nhà tưởng ông Y không qua khỏi do bệnh lý nên tổ chức mai táng mà không trình báo chính quyền. Đến 22 giờ cùng ngày, con gái pha cho cụ P 100ml sữa. Khoảng 5 phút sau khi uống sữa, cụ P có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Gia đình cũng nghĩ là cụ P mất do bệnh lý nên không trình báo công an. Tiếp đó, rạng sáng ngày 15 tháng 10, ông PMT, 55 tuổi, con cụ P, đến phụ đám tang. Tại đây, ông T cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đã đưa đi cấp cứu. Sau đó, ông T được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch gồm tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim, thở máy và phải lọc máu hấp phụ. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con ruột ông Y là Phạm Minh Quy có liên quan đến vụ việc. Qua xét hỏi, Quy khai nhận từ khi lên 6 tuổi, do cha mẹ ly thân nên Quy và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Quy bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Khoảng 2-3 năm gần đây, buổi tối Quy về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ông Y thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quy kêu cha bỏ rượu thì bị cha la mắng nên Quy nảy sinh ý định giết cha ruột. Khoảng tháng 8 năm 2023, Quy quen một đối tượng là NPD, 39 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè và người này có thuốc bả chó. Ngày 13 tháng 10, Quy cùng em ruột gặp D để xin thuốc về thuốc chó hoang. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Quy lấy thuốc bỏ vào hộp sữa mà cụ P và ông Y hay uống. Đến sáng hôm sau, Quy đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Y không qua khỏi.